Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phu âm theo thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng. Phúc cho già đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú nhưng người phán rằng những ai nghe và giữ lời thiên chúa thì có phúc hơn đó là lời chúa lời chúa kitô người khen chúa kính thưa ông bà anh chị em đoạn tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe thật ngắn chỉ có hai câu câu 27 câu 28 ở chương thứ 11 của thánh sử Luca nội dung của đoạn tin mừng nói với chúng ta rằng để cho chúng ta có được một hạnh phúc thật ở trong cuộc sống thì chúng ta phải biết lắng nghe và thực thi lời Chúa giống như mẹ Maria. Câu chuyện khởi đi từ việc Chúa Giêsu giảng dạy làm cho dân chúng mến mộ, thán phục vì những lời của Ngài giảng dạy thật là khôn ngoan khác thường và những phép lạ cũng như những việc Ngài làm khác thật phi thường và chứng kiến trong việc Chúa Giêsu đã làm đó có một phụ nữ từ trong đám đông đã thật đơn sơ không cần chọn từ ngữ hay là không biết chọn từ ngữ cho nên đã thốt lên một lời thật đơn sơ mộc mạc để khen ngợi mẹ maria phúc thay người mẹ đã cưu mang và vú đã cho thầy bú mướm để trầm trồ chúc tụng mẹ maria đã cưu mang và sinh ra nuôi dưỡng để lớn lên có một người con vĩ đại như vậy khi nghe lời đó thì Chúa Giêsu à, nói với lại người phụ nữ này cũng giống như là những người trong đám đông. Đúng ra là phúc cho những người đã lắng nghe và thực thi lời của Chúa. Nói như thế Chúa Giêsu không xem nhẹ cái tình mẫu tử giữa mẹ và Chúa Giêsu. Nhưng trái lại mẹ Chúa Giêsu còn Gián tiếp để ca tụng mẹ của mình. Bởi vì mẹ Maria là người đã cưu mang đã sinh ra, đã dưỡng dục đã nuôi Chúa Giêsu lớn lên. Và mẹ cũng là vừa người vừa lắng nghe và thực thi lời của Chúa. Mẹ đã ân cần đón nhận lời Chúa, mẹ suy niệm và à, để cho lời Chúa trở thành chính sự sống của mẹ từ lúc khi mà à, mẹ đã đã nó thưa tuyến sinh vân cho đến khi mẹ Maria đứng dưới chân thập giá thì mẹ vẫn làm như vậy cho nên đối với mẹ Maria mẹ là người có phúc gấp bội là bởi vì mẹ vừa vừa khuya mang và sinh ra con chúa làm người và đồng thời mẹ cũng là người có phúc bởi vì mẹ là lắng nghe lời của thiên chúa và mẹ đã luôn luôn thực hành lời chúa trong đời sống của mẹ sở dĩ chúa giêsu nói với người phụ nữ khen ngợi mẹ như vậy là bởi vì chúa giêsu không muốn dừng lại cái phúc chỉ dành riêng cho mẹ trong tình mẫu tử mà Chúa Giêsu còn muốn cho những cái phúc đó được lan tỏa ra cho mọi người cho những người đang lắng nghe Chúa và cho mọi người ở khắp mọi nơi trong đó có chúng ta nữa là cái phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được đó là biết lắng nghe và thực thi lời của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa mà lời Chúa thì cũng chính là Chúa. Cho nên khi chúng ta yêu mến lời Chúa, năng đọc lời Chúa, năng suy niệm lời Chúa thì chính chúng ta cũng là người cưu mang Chúa trong tâm hồn và như vậy chúng ta đang làm cho Chúa lớn lên từng ngày trong con người của chúng ta. Để rồi khi lời chúa và chính chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng ta chúng ta cũng sẽ đem một cái sự sống sự sống mới đó cho chính mình và cho những anh chị em xung quanh của chúng ta có một cái câu chuyện người ta kể lại một cô nữ tỳ người da đen có một đời sống đạo đức và trung thành cho nên được chủ rất quý mến và mỗi khi để chọn thêm những người đầy tớ trong nhà thì chủ thường là cho cái cô nữ tỳ này chọn lựa cho chủ. Thì một hôm cô đã chọn một kỳ ông già vừa già lại vừa có nhiều bệnh tật. Thì chủ biết chuyện đó cho nên chủ khăng khăng là không có mua cái người nô lệ này về làm tôi tớ trong nhà bởi vì ông vừa già và vừa nhiều bệnh tật cho nên không thể nào có thể làm được những công việc ở trong nhà cho nên không đáng đồng tiền bỏ ra để để mà mua nhưng mà vì cái cô nữ tỳ này cứ nài nỉ mãi cho nên ông chủ đành chấp nhận để mua cái người nô lệ này khi về nhà thì cô nữ tỳ này hàng ngày chăm sóc cái người bạn nô lệ của mình như là một người một người con đầy hiếu thảo với lại người cha của mình đến nỗi ông chủ phải hỏi cô giúp người, người nữ tỳ này bộ ông ta là cha của cô sao mà cô chăm sóc một cách kỹ lưỡng như vậy thì người nữ tỳ này trả lời: Thưa ông, người này không phải là ba của cháu, cũng không phải là một cái người dòng họ, người bà con vì đối với cháu cả. Nhưng trái lại ông còn là một người là kẻ thù của cháu nữa. Bởi vì ngày xưa khi cháu còn là một đứa trẻ, ông đã bắt cóc cháu nó đúng hơn, hắn là người bắt cóc cháu khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ, Để rồi bán cháu đi. Cháu mới có ngày hôm nay là một người nô lệ. Thân phận cháu không phải là một người nô lệ, dòng họ cháu không phải là người nô lệ. Thế nhưng cháu là người công giáo luôn sống và thực thi lời của Chúa dạy. Hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ. Thưa ông bà, anh chị em. Cô nữ tỳ đã sống lời của Chúa. Cô đã xóa đi cái mối hận thù đối với lại một người đã làm hại cô. Hại có thể nói đến là ảnh hưởng tới một cái không phải một chuyện nhỏ mà là ảnh hưởng tới cả một cái đời sống một cái kiếp người thế nhưng cô đã tha thứ cho cái người nô lệ kia để ông được sống để ông được cưu mang trong cái thân phận tuổi già và nhờ đó cũng mà cô có sống lời chúa vậy mà tâm hồn của cô được bình an được hạnh phúc Mặc dù trong một cái sự sống Một cái kiếp Một cái đời người làm nô lệ Nhưng bù lại Vì cô là người có đức Cho nên cô được sống bình an Và an vui được quý mến Trong nhà chủ mình Người ta vẫn thường hay nói Một đời sống đạo đức Và gương mẫu Vẫn luôn là một hấp lực Một một cái hấp lực tác động lên người khác hơn là những gì được viết trong sách vở và hơn là những gì được nói suông ở bên ngoài dù những lời nói đó là hay ho. Thật vậy, mẹ Maria mẹ đã nêu gương cho chúng ta trong đời sống, mẹ luôn luôn lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống của mẹ. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm trong đời sống từ lúc mẹ Maria nói tiếng sinh vân cho đến lúc mẹ phải đứng dưới chân thập giá để chứng kiến con mình chịu đau khổ nhưng cái đau khổ mà con mình đã hy sinh để đem lại sự sống mới cho nhân loại và cô nữ tỳ cũng vậy cô đã tha thứ để rồi đã cứu được một mạng người, một cái sự sống đem lại một cái sự sống à, cho một cái người đã sống không tốt. Thương bà anh chị em. Cuộc sống mỗi người chúng ta cũng vậy, cũng có những lúc trải qua những thăng trầm ở trong cuộc sống. Nếu chúng ta biết bám lấy lời Chúa và chúng ta biết sống lời Chúa, dù có những khó khăn, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Và khi chúng ta vượt qua Chúng ta cũng sẽ được một cái phúc mà Chúa Giêsu nói một Cái phúc cho những kẻ lắng nghe Và thực thi lời của Chúa Thưa ông bà, anh chị em Bằng việc lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống của mình Mẹ Maria đã cộng tác với Chúa Giêsu, Con của mình Để đem lại sự sống mới đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta được nôi gương mẹ để chúng ta cũng cũng luôn luôn lắng nghe lời của Chúa và chúng ta thực thi lời của Chúa ở trong đời sống của mình. Để rồi mỗi người chúng ta được trở nên phần nào giống như mẹ, chúng ta cũng sẽ được cái phúc mà Chúa Giêsu nói, phúc cho kẻ lắng nghe và thực thi lời Chúa. 啊，没。